Ok, lên em. Hôm nay chúng ta lại thử một game mới. Game này có tên là Gokula, một con game thể loại nông trại. Chúng ta lướt qua cái trang tem phép đã. Game này đang nằm trong cái sự kiện mà Steam Farm Minecraft nè. Những cái chủ đề, những con game nói về cái chủ đề nông trại. Gần đây thì tôi cũng chơi khá nhiều game chủ đề nông trại đó. Nếu anh em có lướt qua cái kênh thì sự kiện này sẽ kéo dài là thêm một ngày nữa thôi. Nó có nhiều con game trong cái sự kiện luôn. Anh em mà yêu thích cái chủ đề làm nông, nông trại, nhập vai, đồng hay là mấy cái chủ đề mà đi chủ yếu là mình trồng cây nè, hái lượm là chế thuốc là rất nhiều thứ. Đây, hôm nay thì chúng ta thử qua nguyên con game Gokula. Game này sau một vài lần delay á thì nay nó đã ra mắt cái phiên bản chính thức. Đây, không có early access này nha, đây là phiên bản chính thức luôn. Game sẽ ra mắt vào ngày 9 tháng 5 sắp tới, tức là giữa giữa tuần sau là anh em có thể trải nghiệm con game này. Lượng follow nó cũng khá là cao. Này, chúng ta vừa thử này, có hai cái trailer nhưng mà cái trailer một á nó rất là hay, rất là thú vị luôn. Có điều nó có sẵn trong game này, tí nữa chúng ta xem cái trailer một thì vào trong game coi. Bây giờ lướt lướt qua cái trailer hai đó, anh dép vào làm cái gameplay trailer kéo dài 4 phút luôn nè, nó hơi bị quá dài đó. Cơ bản của mấy con game nông trại thì chúng ta có trồng cây nè, đi chế biến nè, cái này là bán trứng phải không, rồi chúng ta đi làm, gọi là làm nông trong nguyên một cái cửa hàng luôn. Nhìn cái này thì nó có vẻ giống một mini game khi mà chúng ta đi vận chuyển đồ đạc các thứ. Tôi thấy là cái game này nó thiên về mà tay cầm nhiều hơn, nên chắc là anh em đợi tôi lấy cái tay cầm vô đó. Một con game mà nói về cái chủ đề đồ họa của nó vẫn là pixel nha, pixel nó khá là đẹp luôn. Cái tông màu nó thì hơi nhạt một tí, mang cái nét là rất là trầm ấm. Chủ yếu anh em thấy là nó có những cái tông màu rất là nâu nè. Đây, giống như Gokula. Anh em thấy cái Gokula này thì chắc anh em cũng biết rồi chứ gì. Nó là Vladimir đó, vì Vladimir Gokula anh em thấy hãy ăn năn không. Nói chung chúng ta là một cái quỷ vương thôi, nhưng mà cái dòng đời xô đẩy nó thì cuối cùng chúng ta cũng phải đi làm nông, như bao người khác đi làm công ăn lương kiếm việc, bắt đầu là khôi phục lại cái vương quốc của mình. Chủ yếu là dựng lại cái nhà để có nơi mà ăn ở sống thôi, chứ thực ra cuộc đời cũng khó khăn lắm. Đây thôi, bây giờ chúng ta vô game đã. Gokula nhấn nút A để bắt đầu. Nút A lúc nào? Game này chắc tôi để cửa sổ chụp rồi. Rồi, ok, chúng ta vô new game. Gia là tôi nhớ con game này chỉ có một người làm, một người làm thôi, sau đó có một số bên hỗ trợ, nhất là cái phần dịch thuật ở bên phải á, anh em nhìn thấy á thì đa số dịch thuật. Đây, vô new game. Game được làm bởi một người bắt bay á, game bay thì đương nhiên một người. Đây là cái đoạn trailer đầu game nè, thanh niên rồi đó, lái xe đúng ổng luôn. Đang ngủ à, thức dậy cái thấy nằm trong bệnh viện luôn, đúng nhỏ. Đây là hóa đơn viện phí dành cho anh, bắt đầu làm nợ rồi đó. Rồi, cơ ngơ của anh em đây, nhà cửa đã tan hoang luôn. Cuộc đời dùng đời đưa đẩy, anh đã đi phục vụ quán cà phê rồi, sống bằng tiền tiếp nữa chứ. Giấc mơ làm bá chủ thế giới thì cũng xoay quanh những cái đồng tiền thôi, nói chung có tiền là có tất cả. Loading cũng có hình con dơi nó vẫy bẫy nó nha. Chúng ta đang nằm trong bệnh viện nè. Rồi, năm sáu đứa tính vậy. Vậy
Trời dữ đúng ba, chúng ta nhấn ba. Bây giờ thành tựu đầu tiên, cuối cùng đã thức dậy rồi à? Đây, để tôi coi cái thùn của chúng ta nó có hoạt động được không. Rất tiếc là không rồi, bỏ tay. Bạn đã thức dậy rồi à? Đây, có một thứ đừng có làm sao đó. Tên của cậu là Gokula, đó là một cái tên rất là kỳ lạ. Gokula, con gái của tôi tìm thấy cậu đang nằm trong cái quan tài, vẫn đang ngủ trong cái quan tài. Nhưng tôi cảm giác giống như bạn là một cái người vampire vậy đó. Cái voi đồng lý này nó hơi khó chịu nha. Cái gì? Cậu đã ngủ 500 năm rồi à? Nó thực sự là một khoảng thời gian rất là dài đó. Tôi đến đây không phải nói về các hóa đơn viện phí. Nếu như bạn hứa là báo cáo cho con gái tôi về cái vụ việc đó. À, con gái ông này là cái con nhỏ đâm xe vô cái tòa lâu đài của mình đó, nên không có bàn cái viện phí thì bù lại á, mình không tố cáo cái vụ con gái ông lái xe đâm vô cái tòa lâu đài đó bể luôn. Rồi, tôi cũng muốn đưa cho anh tiền lắm nhưng mà chúng tôi cũng rất nghèo. Game này ai cũng nghèo trên ha. Đầu tiên thì tiền phải có tiền mới sống được ở thành phố này, đúng là khu là cuộc đời hoa lệ thiệt. Thử nói chuyện với thị trưởng đi, anh ấy sẽ giúp cậu. Rồi, cái gì? Ông ấy là bôi lên nguyên cái trạm xá này luôn. Thêm một điều nữa, bạn nhìn thấy cái ống hình tại tối lên đó phải không? Nó nằm ở góc trên bên trái của màn hình. Sao ông nhìn được? Ông có chơi game đâu mà ông nhìn. Đỏ là máu, xanh là stamina. Bạn có thể chạy nếu bạn muốn, nhưng nó sẽ tốn stamina. Nếu hết stamina thì mình sẽ mất máu. Tôi cho anh hai viên thuốc nào, sử dụng nó lúc cần thiết thôi. Rồi, mình có thể đi ngủ để mà hồi phục stamina. Khổ, cuộc đời đúng khổ luôn, đang ăn ngon ngủ yên mới có 500 năm mà. Đó là gì? Nó chỉ mũi tên mình đi qua bên phải rồi. Chạy có tốn stamina nữa nghe. Chào mấy em chơi. Đây là thằng đệ của mình thôi, là con dơi đệ của mình nè. Không đi theo anh mày á. Nói chuyện với thị trưởng. Thị trưởng ở đâu? Đi bộ trên vỉa hè thôi nha, không được đi xuống lòng đường nữa. À, thị trưởng ở đây nè. Con gì đây? Mèo. Phải cho nó ăn hả? Phải có cái gì đó cho nó mới ăn. Chào ngài thị trưởng. Ngài thị trưởng có bán đồ nữa hả? À, bán chục ngàn. Giấy chứng nhận nhận là sở hữu căn nhà của mình, giấy chứng nhận khởi săn, giấy chứng nhận là cửa hàng bán sách, giấy chứng nhận làm nông. Tiền của mình coi ở đâu ta? À, góc trên bên phải này à. Hôm nay là thứ hai, tiền của mình là không đồng. Ủa, sao nó tương tác được với thị trưởng này? Cậu hẳn là Gokula phải không? Tôi là cái gì? Gokula Dogger Ca Liên. À, tiến sĩ Liên vừa mới nói với Kiên đi. Tiến sĩ Kiên vừa mới nói với tôi và bạn thôi. Một cái vampire bí ẩn, người đã sống trong thành phố của chúng ta. Cậu uống máu không? Nếu làm điều đó thì đừng có nghĩ về vấn đề đó nữa thôi. Tốt nhất muốn uống thì đừng có để ai bắt gặp nha. Rồi, tôi cũng đang tìm kiếm cái tài liệu này về cái tòa lâu đài của bạn đã chưa đăng ký với cái đòi hành chính này. Trời ơi, đống tiền thế đất nữa là em bán nhà luôn anh ơi. Vùng đất này thì nằm dưới sự mà quản lý của chính phủ thôi, nhưng bạn cần phải mua vùng đất cho cái cơ quan ở mấy cơ quan chức năng đã. Rồi, nếu không mình sẽ bị cút khỏi cái lâu đài ngay từ bây giờ.
không có tiền thì tôi có thể giúp anh làm tìm kiếm việc làm thêm nào đó. Rồi trời ơi, khi nào rảnh thì tôi sẽ cho người đến gặp anh ở chỗ này. Cuộc đời nó khổ, ngủ 500 năm thức dậy mất hết tài sản luôn. Rồi con này nó đang chờ mình trở về, cũng may có con đệ này. Thời gian đã trôi qua thì nhân loại nó đã xây cái tòa thị chính này lên, bây giờ cái mà thành phố này lên chiếm hết đất đai của mình rồi. Về phía tây nam là một phần của thị trấn luôn. Rồi mình có thể sử dụng cái bản đồ này. Con này nó mày không đợi chủ mày đi nữa, mày chạy mất mẹ rồi, mày bay á. Mình có bay được không ta? Có vạch kẻ đường mới được đi qua lộ nha. Cái này là cái gì? Thì tôi đang nhấn nút biết nè. Gương, gương. Lấy đồ lấy làm sao? Tôi không biết lấy đồ trong gương lấy làm sao luôn. Từ cái gương vô người mình à thì nút A. Lấy tất cả đồ trong gương thì nút Y. Còn cất đồ vô á thì mình nhấn cái trên này rồi sau đó nhấn A với Y cũng tương tự vậy luôn. Trời ơi, phức tạp quá vậy. Câu cá nữa ai? Ủa, là sao? À, cái mũi tên phải đúng vô cái chỗ màu xanh đó. Hộp đó ai? Mèo hiểu. Rồi dính nào. Người khi nào mới nhấn A được? Không được. Cái cần câu bị gãy luôn rồi. Trời ơi. Rồi bây giờ làm sao mà giữ được? Nó có cái hình ảnh ngoại cảnh gì không? Chứ bấm mũi tên đúng vào cái vùng xanh này đó nè, đó bấm đúng đúng thời gian luôn. Không có di chuyển được cái gì nữa nha, mình không có thả câu được, hay là phải có mồi hay là có cái gì nữa, không câu được, không biết có lỗi gì không. Này đập đá à? Cần phải có ghi rồi. Cái khu vườn ở bên phía tây thì mình có thể trồng được cây cỏ gì đó. Đây về nhà rồi nè, có cái gì đây vậy? Đừng nói ông bán nhà tôi nghe. Bốn gỗ. À bên đây là cái công trình xây dựng, lò rèn là một gỗ. Gỗ này là cái gỗ dạng đá cắt rồi nha. Này cũng vậy luôn. Nhiều thứ quá, cần phải có gỗ để đinh này đá nữa. Đơn giản nhất thì xây cái lò rèn này chỉ cần bốn gỗ nè. Nhà ơi, coi nhà cửa ra sao rồi, trời, chiếc xe của con gái ông bác sĩ này à. Thanh niên này đi ngủ mà để cái giường ngủ ngay trước cửa chính luôn, thiệt tình. Trong này đất đai rộng bao la vậy đó thì không để đâu, đi để cái giường ngủ ngay cái cửa chính. Này cái gì đây? Chưa biết, từ từ hướng dẫn. Bây giờ cần phải sửa cái cột trụ ở đó đã, cái cột trụ nó bị gãy rồi. Chúng ta phải sửa nằm cái cột trụ thì nó cái lâu đài nó mới không có bị sập được. Tôi đã chạm được một cái ghiều bằng sắt rồi. Ngon. Mày được cái đấy. Rồi. Ra ngoài nó sẽ chỉ mình. Ê ê ê. Rồi. Khổ.
cuộc đời đúng khổ luôn. Rồi chặt cây. Cái tiếng mà tít 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 của mấy cái con này nó nói á, làm tôi nhớ đến cái con game Biomutant. Con game này nè, cái tiếng nó cũng bụp bụp như độc giáp vậy. Cái tiếng mấy cái nói của mà cái vôi lồng tiếng của mấy con vật á, nó cũng bụp 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 như thế này. Rồi mình cần stamina để giật cây. Ok, nếu như hết stamina cứ đi ngủ thôi. Ủa, sau đó thì đặt nó vào, đặt cái những cái cây mình chặt được đó vào cái khung ở bên trái này. Rồi sử dụng cái bảng bên trái nữa để mua cái item. Mình cần sửa ba cái cột trụ càng sớm càng tốt. Có quick time event gì không? Khổ quá, tôi khổ quá. Ủa mình đâu cần phải lụm cây đâu, cứ đẩy nó đi luôn. Được 8 cái đồng màu hồng. Rồi, cái con này nó giống chủ nhân hơn là mình đó nha. Mình là chủ nhưng mà mình đi làm cái cu ly á. Còn nó bay 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 bay, nó đứng chỉ đầu nãy giờ. Cái cưa trong căn nhà có thể sử dụng để chuyển ba cái gỗ của mình thành nhiều cái vật phẩm hữu ích hơn. Rồi, cái gì đấy, cái gì đây, là cái gì đây, lúc ít để xây hả? Nó cần là 6 ô, tôi không biết cái này là cái gì nữa. Đây đây, anh em thấy có cái sọc gì ngang màn hình không nè? Nó có cái sọc ngay đây nè, nó có cái sọc ngay chỗ này kéo dài từ trái qua phải nè đó, ngay phía trên cái khung cửa sổ nữa. Nè, đứng gần vô đây là nó hiện ra cái sọc. Lỗi access rồi. Tiếp tục là chặt cây thôi. Trời ơi, biết coi nói hoài. Im đi, im đi. Mình cứ lại gần là nó tự động nói chuyện luôn à. Rất là khó chịu nha. Cái này hái bê ghi phải không? Đó, trong mấy con game mà nông trại thì lúc nào cái trái bê ghi nó cũng thần thánh lên. Rồi mất mẹ cây diều luôn rồi. Trời ơi, cuộc đời nó đen. Đủ chưa? Vậy là đủ năm chưa? Hả? À, mình phải cưa nữa, trời ơi. Chưa gì gà gáy rồi. Rồi
Rồi sửa cái cột trụ lại. Rồi mình đã biết cách sửa cột trụ rồi. Rồi. Giờ đi ngủ. Mày tính. Mới thấy ai mà ngủ ngay trước cái cổng chính như thế này á trời. Đi gặp ông thị trưởng thôi. Thị trưởng ơi, em đến với anh đây. Game này lâu lâu nó xuất hiện cái sọc mà trắng trắng chấm chấm gì đó. Cái gì đấy? Rồi mình phải có cái chứng chỉ mà trồng trọt á, thì mới bắt đầu trồng cây trong đó được. Anh em thấy cuộc đời nó khổ kìa. Không có phát cho bờ à. Chạy ngang tới nhà ông thị trưởng một cái là gần hết mana luôn rồi. Ủa? Hết mẹ nữa, không thể lực rồi. Ủa, đâu phải đâu. Cái này là cửa hàng bán ba cái dụng cụ sửa chữa nè. Làm méo gì có tiền. Không có tiền bắt mình vô đây tốn nữa, không có thể lực. Cái bản đồ là coi bằng nút nào ta? Lợi lợi từ lúc nào hai tim với ông thị trưởng nè, vừa thấy có gái nữa, có phù thủy nữa. Tôi vẫn chưa biết nút LX là nút nào. À. Mình đang ở trên này, chỗ một thị trưởng là nó nằm ở dưới kìa. Game này cũng tương đối với bản đồ tương đối nhỏ thôi. Sáng mới ngủ dậy đi ra một vòng cái trời tối. Đây là cái bệnh viện nãy mình mới đi ra nè. Chính ra à. Ông thị trưởng rồi phải không? Ông về mất mẹ rồi con game độc ác. Nói chuyện tí ông ơi, ông ơi. Sáng ra đường chạy một vòng xong về đi ngủ. Cuộc đời nó khổ. Còn câu cá được không? Bây giờ không có ghiều để chặt cây, không có tiền, không có làm được cái gì luôn. Chỉ có chạy tới chạy lui như thế này thôi. Ngủ, mày tính. Thể lực kiểu gì mà chạy ngày nữa hết. Hai ngày trong game mà chưa có làm được cái gì luôn, sửa được cây cột trụ à. Chạy lẹ, trời tối bây giờ. Ủa? Giờ trời còn chưa sáng nữa. Vậy là hồi nãy mình ngủ hơi sớm á, chứ không phải là một ngày nó ngắn. Rồi, chạy vô bển gặp ổng thôi. Bác sĩ sáng sớm ra cửa đứng làm gì? Cà phê đen 3 đồng, soda 5 đồng. Không có một cắc trong người luôn. Nghèo như con bánh bèo vậy đó. Thị trưởng đâu? Mở cửa 24 giờ. Có bán nợ không anh? Sữa, trứng, thịt heo, bột mì, rượu, bia, bơ, muối, dầm bông, nước ép, mật ong, dầu, sô-cô-la. Ê, hình như mật ong chảy rồi kìa phải không?
Nè, mật ong chỉ ra một phải nè. Trời ơi, làm ăn vậy đó anh. À, cửa hàng làm nông ở nằm bên phải, cửa hàng cà phê ở trên, có cái hồ cá ở trên đó kìa. Chắc là đó mình câu được đó. Cái gì đây? NPC nó đẩy mình đi luôn kìa. Nhà thờ là đi miên vô nhà thờ được không? Tôi thì không biết mấy cái vụ tín ngưỡng rồi đó. Kìa ổng kìa ổng kìa. Nhìn lên cụ ơi. Lỡ cho ngay tương tác sao rồi. Tôi đã nói chuyện với một người bạn về cái hầm mỏ của anh ấy sở hữu cái gara ở trong thành phố này. Ủa, tôi nói chuyện với một người bạn về chuyện là về cái vấn đề này, anh ấy có một cái gara ở trong thành phố rồi, mình sẽ đi lại cái gara đó giúp việc ổng thôi. Mình cần phải cái chứng chỉ lao động trước đã, bây giờ ổng sẽ cấp cho mình miễn phí luôn. Cái nút đó là cái nút nào ta? À, cái nút này. Làm việc tại gara. Nút GS là nút nào? Tôi thì mù cái tay cầm rồi luôn á. Rồi, xem bản đồ. Đi thẳng qua bển thì lên trên. Nơi đi bộ thôi cho nó tiết kiệm mana, stamina. Anh múa ghiều đừng nghệ quá vậy. Tôi rất mừng vì anh đã quyết định làm việc ở một cái gara của nhân loại. Đây là lần đầu tiên bạn làm việc ở đây. Hai huynh đệ của con chim này nó cũng sẽ giúp mình luôn. Rồi. Hỏi khách hàng, sau đó là đem đồ đến xong. Đơn giản vậy đó à. Cách đâu? Anh ấy một con dơi có thể kiên nhẫn là gì? Rồi. Rồi, nói chung là đi lấy đồ thôi. Nó cần cái tím tím là cái méo gì á. Cái này đúng không? Không biết. Cái đó đâu phải cái này đâu. Nó cần một cái hộp màu tím. Khả năng là cái này nè. Không phải, không phải. Hướng dẫn lần đầu phải chỉ cho biết cái đó là cái gì chứ. Đây nè, đây nè. Kẹt mẹ rồi. Trời ơi, nó khó chịu. Bó tay luôn, không có đi được. Rồi đưa làm sao? Rồi đưa cho ai ở đâu? Giờ làm như thế nào?
Sao ta? Hay là nó không phải cái đó? Không không có tương tác được, bây giờ không có làm gì được hết nha, mình cứ đi vòng vòng đây à. Giờ làm gì giờ không hiểu. Giờ làm sao trời? Kiểu này phải bắt ra vô lại thôi, chứ tôi bó tay rồi. Nó đưa một đống đồ mình không biết cái đồ nào luôn, lại còn khác màu nữa. Trời ơi, chơi lại từ đầu nữa. Cây cột nữa đã. Thôi bây giờ chạy qua bển gặp ổng, hy vọng là không có bị mấy cái lỗi đó nữa, chứ tôi bó tay đó. Ổng kìa, con mèo nó ngủ rồi, bình thường nó thức mà. Trời, ông đi chậm cái kia, đứng cho ông đẩy vô luôn, khỏi đi nữa. Cái văn phòng này làm hơi đơn giản mà, thêm một số cái kệ sách này, mấy cái ghế ngồi ở xung quanh rồi nữa. Rồi đừng có lỗi nữa nha. Nó là cái này. Vậy giờ mới bấm được nè. Trời ơi.
Rồi. Cứ khách cần cái gì thì mình cứ lấy bên đó đưa cho khách thôi. Ủa hay là không phải cái này? Nói ra là không phải. Cái này phải không? Rồi đúng rồi, hồi nãy là bấm lộn. Trời ơi. Bốn sao là cái gì? Nói chung á, mình làm càng nhanh á thì càng nhiều sao. Công việc gì áp lực quá vậy? Khó nghe. Khó phết đó, muốn 5 sao là mình giờ mình phải chạy rất là nhanh luôn. Mình có thể làm việc ở đây mỗi lần một ngày thôi. Hôm nay thì nó dạng hướng dẫn nên nó rất là đơn giản á. Năm sao. Rồi, ngày mai thì quay lại tiếp. Về được chưa? Cho mình về chưa? Được 33 đồng rồi nè. Vẫn chưa về được nữa hả? Ở đây làm gì? Khách khứa gì đâu? Mua thử lon soda ơi. Nút ba lô mình là nút nào đó? Nút ba lô là nút nào? À, nút trên bên phải. Hồi 50 Tamina. Lon soda này, cái này gỗ. Hồi nó 5 Tamina. Uống đi, uống thử coi. Không có hiệu ứng gì luôn á. Ủa giờ sao mình về? Nữa hả? Giờ sao về bây giờ? Gì vậy trời? Bây giờ tôi hết biết làm gì rồi.
nó bắt mình vô đây để mua đồ thôi. Hồi nãy mình mua thử rồi mà. Rồi bây giờ sao mà về? Thì con game. Rồi, đứng luôn rồi. Không điều khiển được luôn. Đúp SD trên bàn phím cũng không luôn. Bị gì? Bó tay toàn tập. Ê, được rồi nè. Không, chỉ bấm vô được cái đó thôi. Không, lại đứng rồi. Tôi thử hết cái nút trên bàn phím luôn nè. Có nút Windows mà bấm được à, còn lại trong game thì lúc nào cũng hết bấm được rồi. Xong, đứng game. Game rất là đáng kỳ vọng đó nhưng mà lại gây ức chế quá nhiều. Không bấm được cái gì nữa luôn. Bực mình dữ thiệt á. Mở game vô lại mới được. Bỏ tài. Trời ơi, lại thức dậy buổi sáng đó rồi lại tiếp tục ăn canh. Câu cá cũng không câu được nữa. Vô sửa mấy cây cột thôi. Một cây nè. Vẫn còn thiếu một gỗ nữa. Như này là cái gì? Cái này là cái tầng hầm của mình. Cái vòng tròn ma thật đó. Rồi mình cần phải có diêm kim cương màu đỏ đó. Trăm gửi thì mới đủ lận. Trăm gửi cái hộp màu đỏ đó. Đừng có lỗi nữa nghe. Tôi bực lắm rồi đó. Hướng dẫn thì hồi nãy là nó nhầm lẫn đồ vật. Mới chơi lần đầu nên không quen thì có thể thông cảm bỏ qua được. Lần thứ hai này thì làm xong hết quét rồi nó lại không cho mình đi ra. Tôi lặp lại cái đoạn này 3 lần rồi. Trời ơi, thiết kế cái đường đi gọn gọn chút không được hay sao á. Nó làm vừa đúng một cái người lột quá. Rồi.
Nhanh đi, đổi cái món gì vậy? Nhanh 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 nhanh. Cái gì? Dẫn cái này thôi. Nữa hả? Cứ lên đường nha. Rồi. Phải cái này không? Chắc nó đó. Nữa hả? Tính đâu cho về chứ. Rồi, năm sao. Rồi, ngày mai thì mình mới làm tiếp được. Đó, hồi nãy làm gì có cái vụ này. Trời ơi. Năm sao, đánh giá tốt. Phục vụ được 4 khách hàng 54 đồng. Trời ơi, hồi nãy làm cái lỗi bết nó không ra được cái cửa hàng. Lẽ nói chuyện với ổng về bây giờ. Sắp hết thể lực rồi. Game gì chạy không mà cũng hết thể lực nữa. Rồi, bạn đã làm việc rất là vui tại Gaga đúng không? Rồi đến cái cửa hàng cà phê. Tôi cũng nói chuyện về cái chuyện làm nông của mình rồi. Đi đến cửa hàng làm nông đó vào thứ năm á. Thứ ba Thứ năm thì bữa nay là thứ tư, ngày mai mình ghé qua bên cửa hàng làm nông đó. Bây giờ còn thể lực đâu mà đi tới cửa hàng cà phê làm. Đã thể lực rồi. Cửa hàng cà phê thì đây đi thẳng qua bển là được. Chỗ này phải không? Đúng đường này mà đó. Trong cái mũi tên nó lại chỉ lên trên. Trời, con game nông trại thì để người ta di chuyển cũng tốn stamina nữa. Chơi gì hà khắc với nhau dữ thiệt á. Lần đầu tiên tôi thấy con game nông trại mà mình chạy mình cũng tốn stamina đó nha. Làm việc ở nơi này thì đẹp hơn là trong Gaga đó. Đừng có nói lại vận chuyển đồ đạc nữa à, mệt lắm mà. Là sao?
hướng dẫn kiểu gì nào? Đó. Đầu tiên mình phải lấy cái hàng KB trước đã. Rồi, đến đây lấy cái hạt cà phê. Bây giờ bắt đầu nghiền cà phê ra. Đây, tôi có pha cà phê cái máy này bao giờ đâu mà biết. Dưỡng huyết không được rồi, hết stamina con game thiệt. Có 50 stamina nút thì giữ, nút thì nhấn, lấy luôn đi. Cái gì nó mới nói cái gì? Trời, cái máy bán hàng. Sữa, sữa mình lấy ở đâu? Cái này đã ít pha xô rồi. Đây, lấy sữa. Này lấy cái ly. Trời ơi, gì mà nó phức tạp dữ thiệt. Còn có một sao à? Rồi. Làm gì cũng tốn thể lực đó nha. Nó nhiều bước quá à. Không tương tác được. Trời ạ. Được năm sau á thì khách hàng nó sẽ tiếp cho mình nhiều hơn. Quên chưa chế, trời ơi. Sắp hết thể lực nữa rồi. Ba lô nó ghi là trừ 195 là sao?
nó uống sữa hả? Game gì khổ quá. Sao không tự pha cho mình uống luôn. Rồi, bữa nay là hết ca rồi. 4 sao được 42 đồng. Bây giờ đi lại cửa hàng gì đó nó hướng dẫn cho mình mà cách hồi phục stamina nhanh hơn. Nó nằm ngay dưới à. Vừa đây mua món trứng rán hả? Trứng chiên hả? Nhiệm vụ làm gì? Mua món chiên chiên này vô mua mà. Không lẽ không phải mua sữa hả? Trứng thì mình mua rồi nè. Bị rồi, bị lỗi vậy? Ôi rồi rồi. Lỗi bút tại đây danh cơ kìa. Nè. Trứng chiên thì gần trứng với muối là được rồi. Hay là phải có dầu nữa? Quái thiệt. Làm sao biết trứng chiên là làm từ những cái món gì? Trứng với dầu là trứng chiên không rồi đó. Đánh đố nhau chứ thiệt á trời. Hay là có thịt nguội hay là cái gì nữa? Trứng mua rồi, ngủ đạn đó. Nè. Ba lô thì cũng giới hạn luôn, con game nông trại mà làm khó nhau dữ thiệt. Rồi, bây giờ về lâu đài thôi. Đi bộ, đi game thì chạy tốn mana nè. Thiết kế đường thì cho nó chồng chéo nhau thế này nè. Game này ban đầu khá là hóng đó, nhưng mà chơi nãy giờ thì thấy là thất vọng nhiều hơn là kỳ vọng. Tốn thời gian quá nhiều luôn. Game đây thì cũng tương đối cơ bản, có một cái cốt truyện là cũng tạm ổn đó. Nhưng mà tôi ghét nhất là mấy cái trò đi bộ như thế này. Khi chạy thì mình tốn mana, không có cách nào hồi phục mana ngoài đồ ăn cả. Hết stamina thì mình không thể làm việc được luôn. Đó, đi như thế này mà vẫn vướng cái hitbox của cái cây rồi phải đi ngược xuống nữa. Game một người làm nên chỉ có thể thông cảm thôi. Rồi, bây giờ mình có cái gian bếp rồi, mình có thể nấu ăn được rồi đó. Nó hiện chứ ít là cái quái gì vậy?
mình chỉ có thể làm được món trứng rán này thôi. Làm sao? Củ hành, thịt, táo, nấm, nho, bánh mì. Cái món quái này nó nhiều dữ vậy đó. Mấy cái này không có đâu, mình chỉ làm được món trứng à. Rồi giờ mình ăn thử món trứng. Ủa nó nằm đâu vậy? À phải nấu nữa. Có stamina đéo đâu mà nấu. Làm cái méo gì cũng đòi stamina hết. Hệ thống ba lô cũng giới hạn nè, stamina cũng giới hạn nè. Đừng có nói nữa, để tao làm. Hình như bị lỗi rồi nè. Trời ơi, nó chiên trứng lâu kìa. Hết gỗ luôn rồi. Rồi bây giờ không có gỗ thì làm sao mình mà nhóm lửa để mình nấu trứng được. Cái gì nó cứ kêu tinh tinh vậy? Đau quá đi. Sắp tối luôn rồi. Rồi vậy là nấu xong chưa? Rồi. Bây giờ hết stamina này, nửa đêm không biết làm cái gì luôn. Không lẽ đi ra ngoài chờ trời sáng vậy? Kiểu ông thị trưởng kìa, ông mới đi về à. Nói chuyện kiểu méo gì được, ông đi về mất mẹ rồi. Anh em nhìn tôi chạy mà rồi bắt đầu bị vướng, không đi được rồi. Dạ. Tôi chỉ chạy từ trong nhà ra tới đây hết nha, mà hết nửa cây stamina đó. Về hết trơn này. Nói chung giờ đi coi bản đồ thôi. Cơ chế stamina này nó quá khó chịu đi, khó chịu còn hơn mà mấy cái tính năng độ bền đó. Ngủ tiếp, chạy đi ra chạy đi về nhá. Con game này thực ra nó là tổ hợp của một số mini game là hết. Chưa thấy cái gì mà thêm quá ấn tượng nhiều.
đường đi thì nó xa xa một cách cực kỳ xa. Rồi, hitbox của mấy cái vật thể trên đường à, nó cũng đúng kiểu mà đánh đố mình luôn á. Nào, phải ghé trái, quẹo phải rồi ghé trái nữa, chơi như là đang đi bộ như né đường vậy. Đi ra cái nhà hàng hết nửa cây stamina, vô làm việc tí hết stamina. Cái món chiến chiên thì không biết hồi phục được bao nhiêu ta, có 7 stamina à, méo hết tin được luôn á. Rồi, chúng ta lại gặp nhau lần nữa rồi. Bây giờ sẵn sàng cho công việc phục vụ khách này của mình. Cái gì nó vậy? Đang làm việc ở đây mà bên kia nó lại hối. Sao chưa gì bị đánh 4 sao rồi? Yêu cầu món cá gán của mình. Trời ơi, một đống đồ luôn. Cứ lấy được ạ. Lấy rồi mà. Nè. Phải món này không? Đây là món này. Cá thì chắc cái này là cá. Trời ơi, cái này mới đúng là cá thiệt à. Rồi đi cắt cá ra. Đây. Nãy giờ đa số mấy cái mini game này á, chủ yếu đi chọn đồ vật thôi. Bây giờ cần phải có dầu. Cái nào là dầu? Phải cái này không? Nó không để tên đồ trong này nha. Đúng dầu rồi. Thì bật bếp ga lên làm quá. Ủa? Này là gì? Cái này thịt nguội hay gì? Là thịt nguội. Này thịt gà. Còn cái này là hết tương tác được với con này luôn rồi. Ủa vậy là nấu rồi chưa? Không tương tác được. Không tương tác được luôn. Làm sao? Không hiểu gì hết. Nè, lấy cá ra nè, đi cắt cá ra rồi bỏ lên đó nướng. Cá ra nè. Rồi đó. Ra đây nè, chọn đúng cái món này nè. Nấu nè. Nhưng mà vẫn không được là sao? À giờ mới được. Trời ơi, cái hitbox nó bị ngược. Game này ức chế quá nha. Hamburger. Bây giờ không biết hamburger làm từ cái món gì. Mình phải đi ngược bên đây. Bao nhiêu món đây đó hả?
hai đao hai bơm hai gà hai bắp cải. Cái này là gì? Bó tay rồi, game này nó làm muốn chế dữ thiệt. Đau là cái gì ta? Cái này bí ngô mà. Cái này nấm. Cái này táo. Củ hành, dưa hấu, tôi bó tay luôn. Rồi ba lô mình hết chỗ chứa hay gì vậy? Chịu con game. Chạy góp một lần là góp tất cả luôn, không có được lựa chọn góp bao nhiêu vậy đó. Hả? À. Rồi bị lỗi luôn rồi. Nè, anh em nhìn cái chỗ này tôi điều khiển xuống nè, xuống cái nữa thì không biết ở dưới đây là gì. Xuống nữa thì nó không biết luôn, cái thanh này nó không có cuộn theo. Quá tài. Game này lỗi quá trời lỗi. Hướng dẫn thì bây giờ cái món hamburger này tôi bó tay luôn nè. Nó từ 5 cái món ra nha. Hai cái thịt tươi, hai cái thịt rau nè. Là hai cái thịt này nè. Hai cái thịt tươi nè. Đã đủ rồi đó. Còn cái đau đó thì tôi không biết lấy đâu. Bên này phải không? Mật ong. Bột. Dầu. Muối. Từ nước mình mới gã ra được cái đó. Bây giờ thì ba lô mình không còn chỗ trống. Nó lên có 7 stamina. Game này quá nhiều cơ chế khó chịu đi, với mà lỗi nó còn quá nhiều nữa. Rồi được rồi nè, bột mì á, với nước á, thì mới ra bột nấu này. Ừ. Trời, phải chế cái nữa hả? Hai cái lận. Như thế này cho tôi 5 sao chặt đầu nữa nè. Vãi thiệt. Rồi nấu cái nữa. Nó lâu.
Như thế này là anh em đảm bảo không có chuyện năm sau đâu, dù cứ cho thời gian ít năm lên nó cũng vậy luôn. Rồi xong rồi, bỏ tài nó đưa cái món hamburger. Thôi không có làm việc đây nữa. Một sao, good job. Trải nghiệm con game này chắc bao nhiêu đây là đủ rồi. Bây giờ nói chuyện với anh nông dân. Này cái gì? Chạm xe buýt. Cái hầm mỏ, cái thị trấn. Thử coi. Chỗ này có khác gì mà chỗ của mình nãy đâu. Ủa, khác nè. Nhưng mà cái bản đồ nó chỉ ngay đó. Bỏ lại cái bản đồ. Không hiển thị gì luôn. Còn phải có cái vít tay. Chẳng có gì này đâu. Về thôi. Hết stamina nữa rồi. Nè, cái lỗi này vẫn chưa sửa được nè. Đó. Khi xuống dưới coi đồ ở dưới là không có coi được. Đồ mình lấy trong cửa hàng mình ăn cũng được nữa nha. Nên anh em đi làm thêm á, anh em vô cửa hàng lấy hết đồ giống anh em ăn. Vẫn không có bản đồ. Chỗ này như cái nông trại của anh này á. Qua này chỉ để mua đồ thôi. Mua thử hai cái này. Game này trông có vẻ thú vị nhưng mà cách triển khai nó chưa đâu vô đâu cả. Nó còn quá nhiều lỗi đi. Sao mua giá được rồi bị lỗi luôn cái gì vậy? Rồi lỗi rồi, nó báo mình đang ở chỗ này rồi không có mua vé để về đó được, nhưng mà thực ra mình đang ở chỗ cái nông trại nè, nhưng mà con game nó lại báo mình đang ở thành phố nên mình không thể mua vé để về thành phố. Bây giờ không mua vé về thành phố thì sao mà về? Trời ơi con game. Hay là mình phải mua cái vé qua đây cái nữa, mua vé qua cái chỗ này rồi mới từ chỗ này về được. Bớt gì mà lắm bớt dữ thiệt luôn á. Rồi từ chỗ này mua vé về được không? Không biết nữa nào. Rồi từ chỗ này mới mua vé về thành phố được nè.
phải đi qua một cái đường vòng nữa. Bỏ tài game. Để tôi về ngủ thì xếp cái thôi. Game này hôm nay chơi đến đây được rồi. Rồi lại hết stamina. Tôi chỉ đi bộ thôi mà. Cố lên. Nhìn cái đám mây nó tròn tròn rồi. Hết stamina nó giật vô máu mình luôn. Mà con game này tôi không biết cái chỉ số máu để làm cái gì nữa, ngoại trừ là để nó trừ trừ như thế này. Không biết game có hệ thống chiến đấu gì hay không á. Chứ không có hệ thống chiến đấu mà để cái hình máu với hình stamina này vô. Đi ngủ. Rồi thôi, game này chơi đến đây được rồi. Tôi thấy hết động lực chơi tới mày. Nó còn quá nhiều cái lỗi lặt vặt đấy. Công việc thì nó cũng mà một số cái thì đơn giản hóa, một số cái thì nó phức tạp cực kỳ luôn. Như cái nấu ăn hồi nãy là tôi thấy vô phương rồi đó. Thôi, ok, bye bye anh em. Hôm nay chơi game này đến đây được rồi. Game có vẻ tiềm năng nhưng mà hiện tại thì tôi thấy nó giống Elite Access hơn là phiên bản đầy đủ á. Lỗi bớt quá nhiều luôn. Sơ sơ nãy giờ tôi chơi có 1 tiếng thôi nhưng mà ít nhất là gặp bốn cái lỗi nặng rồi đó, bốn cái lỗi nặng, hai ba cái lỗi nhẹ nữa. Rồi có thời gian thì kiếm tiếp game nào chơi. Rồi, ok, bye bye anh em.